Tiếp nối video lần trước nhá, bây giờ mình sẽ boot win rồi vào check cái ổ cứng này. Không hiểu sao có cái pin rồi, hy vọng sẽ vào được. Nhấn lại exit nhá. Rồi khi vào win, khi nó khởi động menu boot thì nhấn exit. Rồi đây là với máy HP, rồi nhấn F9. Đó. Hình như mình nhấn nhầm sang F10 rồi. Làm lại nào. F9 rồi. Mình chưa cài win đầy đủ nên là cái con lab này nó nhận hơi kém. Vào win XP cho nhanh. Nhìn có màn hình là bắt đầu chán rồi. Đây là hậu quả của việc thiếu tiền. Hồi trước thì nó bị hỏng thì mình ngó về quê thay cái màn khác. Nhưng mà hồi đấy là giá ở quê thay là 750.000. Anh ấy thay xong xuôi rồi thì không hiểu làm cửa quái nào nó lại bị ố đỏ. Đối với các màu khác thì không sao, nhưng mà ố đỏ này nó chỉ hiện mạnh đối trên nền màu đen rồi trên nền màu trắng. Rồi anh ấy bảo là thôi thì em dùng cái màn này đi rồi anh giảm tiền. Thế ok, 250. Thử cái SSD Live Pro xem nào. Đây chúng ta có cái ổ cứng này. Với người ta báo là cái ổ này khỏe mạnh, thật không may mắn. Không thể hiển thị cái tính toán sơ bộ về sức khỏe của cái ổ cứng hoặc là cái giá trị về thời gian vòng đời vì cái đời SSD này nó không hỗ trợ chi tiết. Đây nó có hiện đây, tổng cả 120GB trên 120GB này, thời gian làm việc này chưa có làm việc ở tí nào này. Bật tắt thì 3 lần rồi. Cái công nghệ bảo vệ kéo dài tuổi thọ thì có hỗ trợ, nhưng mà hiện tại đang tắt. Không hiểu lắm. Smart này là gì? Thôi kệ đi, không biết thì thôi. Biết vậy được rồi. Vào computer trước này. Cái đậu phộng. Thế là cái shop này ghi rõ ràng ở bên ngoài là bảo là khách hàng ai mà muốn nhận thêm phụ kiện thì hãy chú thích, còn nếu không shop sẽ mặc định là không nhận thêm phụ kiện và cài sẵn win. Mình đã chú thích ở bên ngoài rõ là shop có phụ kiện gì thì cứ cho em, còn win thì không cần cài. Chán thật. Mình sẽ mở cái Minitool Partition Wizard Technician. Đây thì mọi người có thể thấy cái ổ SSD này là chưa có được đụng chạm gì cả. Và cái bộ nhớ nó nhận là 111,79GB nhá. Muốn tạo win thì cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là tạo một cái phân vùng này. Grid này. Gõ chữ win đi. Win, ok. Ok, vậy là xong. Xong cái tạo phân vùng nhá. Khi mọi người dùng cái công cụ này thì nhớ mỗi lần thực hiện thao tác thì apply luôn. Đừng có để 3-4 thao tác rồi thực hiện thì nó lỗi là nó delete toàn bộ dữ liệu.
tạo phân vùng do khó này, lâu thế. Giá của cổ cứng này là 399.000. Bảo hành 3 năm, shop ngay ở Hà Nội. Mình cũng ở Hà Nội. Tạo xong phân vùng đúng không? Chúng ta sẽ nạp Rebuild MBR. Yes. Ok. Tiếp sau đó chúng ta sẽ set active nhé. Hồi trước ngu ngơ chả biết set active, thế lần nào cũng lỗi, lỗi lên lỗi xuống. Yes. Ok. Bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Chắc mình sẽ cài win luôn. Video này cũng coi như là dạy mọi người cách cài win vậy. Và cũng có thể là mình sau này lỡ đâu quên thì vào xem lại video. Mình có để sẵn win ở đây rồi. Bot win. Bài God. Đây là God win nhá, không phải cài win bình thường đâu. Mình có bản win 10 rồi nhưng mà mình sẽ cài thử bản này đi. Mình có bản Win 10 chính hãng từ Microsoft nhưng mà mình sẽ gót tạm vậy. Ok. Ok. Cái tiến trình này thì sẽ khôi phục lại các định dạng. Có. Và cái phân vùng đích đấy sẽ bị ghi đè hoàn toàn. Yes. Mình không hiểu cái lỗi này ở đâu nhưng mà kệ, cứ giết đi. Tí lại nạp lại RBG là xong. Mình sẽ tạm dừng video cho đỡ dài. Bây giờ xong mình sẽ bật lên.